Cô nổ đấu sĩ ếch. Ma pháp đã sẵn sàng. Hãy đón chờ cơn thịnh nộ băng giá đi. Hoàn thành nhiệm vụ chính để mở khóa các tính năng và nhận phần thưởng hấp dẫn. Nhấn để bắt đầu. Có vũ khí mới, mau trang bị để gia tăng khả năng tấn công để chiến đấu lại quái vật hung mạnh. Nhấn để đổi sang giao diện khác. Đã có nhiệm vụ chính mới mở. Nhấn để tiếp tục đến hoàn thành. Nhấn để nhận phần thưởng của nhiệm vụ phụ. Nhấn để mở giao diện trang bị. Nhấn để đã đeo đầy đủ trang bị. Đã có nhiệm vụ chính mới mở. Nhấn để tiếp tục đến hoàn thành. Đã có nhiệm vụ chính mới mở. Nhấn để tiếp tục đến hoàn thành. Có vũ khí mới, mau trang bị để gia tăng khả năng tấn công để chiến đấu lại quái vật hung mạnh.
vũ khí mới. Mau trang bị để gia tăng khả năng tấn công, để chiến đấu lại quái vật hung mạnh.